gớm lắm nha. Không biết đường thì làm sao mà cái thằng Dũng thì thôi rồi, cái chuyện đấy là tao không muốn là cãi nhau nữa, thì cứ gửi báo giá cho nó, cũng không cần thiết mà phải ấy. Hơi sốc chút. Nhá. Ui, đường này thì mẹ đi đéo được, mẹ nhiều ơi. Đây là xã Ngọc Chiến của huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Các cái này chắc là bà con chỉ xem trên TV thôi, chứ còn vì này là chưa nhìn thực tế. Tắt nước và ruộng bậc thang bà con nha. Này, mình đứng lại quay chậm lại cho bà con này. Từ xã Ngọc Chiến của huyện Mường La, Sơn La sang Mù Căng Chải còn có 2-3 km. Cách xã Nậm Khắt của huyện Mù Căng Chải là 14 km. Và từ Nậm Khắt về Mù Căng Chải là 10 km. Đây là làng du lịch chuyên mở homestay để cho anh em đi phượt. Đoạn đường từ Ngọc Chiến này xuống thị xã Mường La, nó rơi vào khoảng 10 cây đường rất đẹp như này. Đi như này là giảm mỡ bụng và đói rất nhanh. Đây là đường qua suối, bởi vì là con suối này rất to nên là hay bị vỡ đường. Đây kia là trước mặt là cái đường cũ. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, các cụ nói là trèo đèo lội suối. Đây anh em ta vừa đi làm vừa có tiền, vừa được đi, người ta gọi đi phịch, à đi phượt. Anh để cho cái xe ba khối nó đi, mẹ nó chết thì ăn nó đi đường khác được không ạ? Đúng rồi. Đấy, đây. Đây suối chảy là vỡ cái đường. Bạn này là khó nhất. Không có thể gì cả. Quá ngon. Nói chung có đường đi là đẹp rồi em ạ. Nhưng ngày xưa người ta còn làm đường để đi thì còn khó lúc nào nhỉ? Đi thật chậm. Để đi được hết mà. Đấy, núi đá to thế này, lấy hòn sỏi này mà có ghét thì thôi rồi. Thôi chào cả nhà. Đi quay à? Ừ. Suối đẹp này, đây các cháu đi học này. Các cháu đi học rất chăm chỉ, đi học phải đi bộ 3 cây số trèo đèo lội suối này, các cháu vùng cao này. Suối rất đẹp này. Suối này mà tắm thì thôi rồi, luôn mát thì thôi, không bao giờ phải kêu nữa rồi.